tâm sự ước gì có tiền có bạc rồi cho con cháu qua chục gì à. Sao sao mấy tuổi? 65 tuổi rồi. Đáng tuổi ông mình luôn á. Mà giờ đang ở trại giam nè. Ở đây là một trong những khu chợ mà chú Hang, một trong 11 tù nhân vẫn còn mắc kẹt tại trại tạm giam của đất nước Indonesia. Và ngày hôm nay thì mình có dịp về đây để mà thăm nhà chú, cũng như là cho chú xem lại cái ngôi nhà của mình, cũng như là những người thân. Vì chú Hai cũng đã hơn 2 năm qua bị giam cầm ngay tại Indonesia mọi người. Đi vô đây đúng không? Ừ, tôi vô hoài chứ hỏi sao tôi tỉnh luôn. Dạ, nhà bà Mạnh trong kia. Dạ. Bà Hai có người thân nào ở bên Indo? Đó. Ai nói cho cô nghe thử? Ông Mai Tước bị ta bắt đó. Ông Mai Tước giờ 2 năm mấy, gần 3 năm rồi chưa không có tiền chuộc về nè. Ủa khổ chết nè, nhà đây cũng nhà nước mới cắt hồi tháng 8 tới giờ đó. Rồi bà Hai có liên lạc được chồng mình không? Được. Con nó liên lạc được. Con nó ở Bình Dương cho cháu ngoại á. Nó liên lạc được. Hey. Hả? Nè, nhỏ đây nè, nuôi hai đứa nhỏ này nè, rồi mẹ nó bắt liên đứa lấy chồng 3-4 đời chồng nữa rồi. Rồi nuôi hồi lớp 1 mỗi giáo tới giờ luôn á. Con hỏi bà Hai là hình này là ai? Bà Hai coi thử đi. Ông Mây Tước. Rồi, nhớ chồng không? Nhớ. Nhớ. Chàng ơi sao không nhớ? Mấy chục năm rồi. Nhìn thấy ổng sao? Khỏe không? Thấy khỏe. Khỏe mà nhớ ổng. Nhớ không? Nhớ. Chàng ơi, chồng già sao nhớ sao được. À, con trai Út là cũng 3 mấy rồi. Ba, ông Hai là nay năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 64 rồi. 64 tuổi rồi? Ừ. Rồi ổng sinh 1958. Còn ba Hai? Tôi 59. 59. 1 tuổi với ổng á. Bà Hai có thể kể cho con nghe là tại sao mà con rồi chồng bị Indonesia người ta bắt giữ không? Kìa, chuột mới chuột hồi năm rồi kìa, Tết hồi Tết năm rồi đó, chuột cha thằng này hết 1-7 rồi mới trả nợ người ta dứt nè. Tại vì vợ nó bỏ đó, rồi kiếm tiền mượn tiền người ta chuột, bây giờ nó đi cũng đi trả nợ nó cái thân đó rồi. Bây giờ còn ổng. Nói sau này tính đi một chuyến đó mới ứng tiền chuột ổng nè, chưa ghe chưa có vô. Vậy đó. Người ta nói là bao nhiêu tiền là chú được về? Ta nói 18-20 triệu vậy đó. Rồi có tiền có bạc đông chuột, mà ngày ăn ngày vậy đó. Có khi nào ông Hai gọi về khóc không? Không có khóc bậy bạ đâu. Ông hay gì đó. Ông có chia sẻ là cuộc sống ở tù nó biết biết gì? Ông có nói gì cho bà Hai tâm sự bà Hai không? À có. Ông tâm sự gì bà Hai? Tâm sự ước gì có tiền có bạc rồi cho con cháu qua chuột gì à. Còn bên đó ăn uống làm sao? Ta cũng cho ông uống đầy đủ vậy mà không có tiền mua thuốc hút, mua mì này kia ăn vậy đó. Rồi lâu lâu mới con gửi tiền nhỏ cháu ngoại ở Bình Dương gửi tiền á. Có tiền có nhiều đâu đó, mừng một tháng có được mấy triệu bạc rồi chia cho ông mại ra hút thuốc này kia đó. Bây giờ con gọi điện thoại cho bà Hai nhìn thấy mặt chồng mình nha. Đây. À đứng á, vô chậm nào nè, đổi đứng. Đây còn chút. Đấy, bà chỗ. Bà kê. Vùng bà kia cho nó một chút. Hồi khi mà nghe tin chồng mình bị bắt, bà Hai cảm giác như nào? Không lo gì, sao vậy? Nhà mình là mấy người bị bắt ở nước ngoài bà Hai? À, hai người, mà hai người cha thằng này cũng chuột hồi năm rồi. Nó đi hai chiếc này trả nợ sao chết rồi. Nuôi hai đứa nhỏ này rồi mẹ nó bắt đi nữa rồi còn hai bà cháu đó. Ôi. Ai? Ờ cái mày đó tá dữ đi. Hai pháo mà ca mà riêng hết.
Nay mua cà phê cà pháo cho uống, không có đồng bát nữa mua gì. Nơ cái bay buôn nã đây, máu đó. Hả? Kì, đằng hai. Đã đây chẳng mới cái máu dưới mới mạch cái kia. À, bây giờ nè, con gặp được người nhà rồi, gặp được bà hai rồi. Ông hai vui không? Vui. Vui. Ông hai có muốn về sớm không? Cũng muốn lắm à. Muốn lắm hả? Rồi bây giờ vậy nè, con sẽ giúp cho ông hai cái khoản chi phí về Việt Nam. Đóng tiền vé máy bay tiền phạt. Bây giờ nhờ bà hai á là làm giấy tờ ủy quyền lên nộp cho sở nội vụ ở tỉnh, ở Rạch Giá. Rồi chi phí nộp tiền thì con nộp cho, được không? Về sớm. Rồi ha. Lớn tuổi rồi mọi người. Sáu mấy tuổi? 65 tuổi rồi. Đáng tuổi ông mình luôn á. Mà hiện giờ đang ở trại giam nè. Cái may mắn là trại giam ở bên Indonesia là người ta sử dụng điện thoại để chủ động liên lạc gia đình để có thể đưa về. Còn ở một số trại giam khác như ở Philippines, ở Thái Lan hoặc là ở bên Malaysia thì không cho xài. Và cuộc sống ở những cái quốc gia đó thì khổ hơn so với ở Indo. Ủa nhưng mà ông hai thì 60 mấy tuổi thì lên ghe làm cái công việc gì bà hai? Nằm anh nuôi nấu cơm cho nó ăn đó. À nấu cơm. Nấu cơm rửa chén rồi đó. Hậu cần. À lớn vô cả đá nó điểm đây đó. Nó làm hai tờ gửi cho phòng về vụ hình một tờ rồi. Rồi còn tờ ở nhà đó. Vậy là mình cũng đã chủ động làm, nhưng mà giờ còn cái chi phí đóng nữa là thôi. Đúng không? Vì ai là người đi làm giấy tờ? Tôi. Bà hai. Tôi. Nè, làm hai người để tùm lem hết trơn rồi gửi phòng về vụ qua giá hết một tí rồi. Rồi cái cảm giác bà hai khi mà suốt mấy năm trời cứ thấy chồng mình ở một cái nơi trại giam xa xôi như vậy á, bà hai có suy nghĩ gì không? Có chứ. Nay tuổi già rồi, ước gì có tiền có bạc cho ổng gì à. Vì cái thân mình cũng bệnh đó. Ba chổi chết đó. Một giò này tay hết trơn không biết giò luôn. Ba chổi một ngày mấy chục cây đi bán đó. Bó cho mình hay là bó cho... Bó mình bó... đi bán đó. Để bó chổi cho đó đó. Dạ, biết rồi. Chờ nó cứ vô vào ăn gì đó biết sao giờ. Đi bán chổi gì lượm chai chai bán hai ba cháo. Dạ. Rồi mấy hổm gài không có đi bắt cái lóc tiếng á. Thằng này đã lặn một hơi mấy chục con đó. Cũng khổ lắm. Nhưng mà ông hai ông đi biển lâu chưa? Ông cũng hai ông cũng đi lâu rồi, mà 2018 ông có bị bắt hình lần 16 tháng nữa. 2018 đó. Dạ, đi Rạch Giá đó. Thứ hai. Ừ. Rồi về được mấy năm ông đi nữa bị bắt nữa. Dạ, hồi đó là ai chuột như sao? Chủ ghe nó chuột. Hồi đó hết nhiều tiền không? 15 triệu gì đó. Rồi mình làm trả cho hết cho người ta chưa? Thì chuột kìa rồi chủ ghe cũng trốn nợ luôn đó. Chủ ghe trốn nợ là sao ạ? Trốn không biết đâu đó. Lấy hết ghe rồi mất vốn luôn. Đó. Rồi ra chuột nữa rồi phá sản luôn, nghỉ rồi, luôn, trốn luôn. Thằng này cũng đi ghe ở Giá nè, ghe bà gì bà sao phượng ghe vậy đó. Cũng chuột 25 triệu. Vậy cái đợt đầu tiên á là bị bắt tại giam mà quốc gia nước nào giữ? Rồi biết đâu. Indo hay là Mã Lai? Ổng hả? Dạ. Ổng trước chắc ông Indo á. Indo. Bây giờ cũng Indo đó đó. Oh. Có bà ở Mã Lai mà nay bà nói cho số điện thoại. Nói với cháu ngoại đó đó, rồi nói nếu mà ở Mã Lai bà dùng giúp từ thiện á. Rồi này ở Indo không biết ở quận nào và bà đâu có biết. Bà cũng từ thiện mấy chục người đó. Mấy người ở ngọn lạng rồi đó. Rồi đợt trước bị bắt rồi, tại sao đợt này lại để cho bị đi tàu ghe mà phạm pháp vậy? Ai biết đâu. Đâu biết đâu. Bà hai bà đâu biết. Tôi cũng như không vậy đó. Nhưng mà trước khi ông hai đi biển là có thường nói chuyện với bà hai không? Nói. Rồi có thể chia sẻ là nay chuyến này đi dài ngày hay là đi ra qua bên nước khác đánh rồi không? Không biết gì đâu. Đang đi đánh đâu đánh đi, nghe ta bắt con buồn gì biết sao giờ, chỉ biết buồn thôi.
Nhưng mà lần trước cái bị bắt một lần rồi sao bà Hai không cản nữa mà để cho ông Hai đi nữa? Ơi, cản ổng sao được, ổng nói tao đi nữa rồi, tao ở nhà đâu. Vậy đó ở. Biết sao nếu mà ổng ở nhà mà cũng chết sớm à. Sao chết sớm? Ổng nhậu dữ lắm, uống dữ lắm. Thiệt, tôi nói thiệt đó. Thế sau này đi ghe là ai mà chủ bị bắt ở đâu ta cho uống rượu đâu. Nên để phe với ổng ở đây với mười mấy người, phe ổng chết hết trơn rồi. Phe của ổng hả? Phe của ổng á, phe bạn, của bạn. Bạn chết hết rồi. Tôi nói thiệt, không phải nói chơi đâu. Phe ghê quá. Ừ, ổng đi, bây giờ ổng đi thôi nghe. Tới chừng ổng về thì lại rượu nhậu nữa rồi. Vậy bây giờ con đưa về làm sao? Đưa về ông nhậu rồi. Ông nhậu rồi. Kệ, nhậu nhậu đấy không biết sao vậy. Đấy, để ổng bên đó rồi khỏi nhậu. Trời bới đấy. Thân của ổng sâu của ổng biết sao giờ, dép cũng có số rồi. Giờ dép cũng có số. Sâu lưng có nhỏ rồi biết sao giờ. Vậy bà Hai có muốn ổng về không? Muốn. Muốn. Nhưng mà ổng về ổng nhậu rồi sao? Kệ nhậu trong đít. Thân của ổng biết rồi. Đỉnh vậy thôi. Ừ. Phải đít đâu mình không ăn cơ mình đút cho ổng. Kệ ổng lớn ổng già rồi ổng biết thân không. Nhưng mà lỡ về thì có cho đi nữa không? Dạ biết rồi sao. Không biết luôn. Có nghĩa là muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. À. Không biết thấy. Tao có ép mà ổng được đâu. Ừ. Vậy là nhiệm vụ của ông Hai là trên ghe là đi phụ trợ nấu bếp thôi. Ừ, nấu ăn cho cái thuyền viên. Ừ, nấu ăn, nấu bếp. Nấu ăn, rửa chén này kia đó. Dọn. Ổng đi ghe, ổng nấu cơm, làm bếp giỏi lắm. Ừ. Rồi những cái chuyến đi ghe vậy thì ổng về ổng đưa cho bà Hai được khá tiền không? Cũng hồi đó cũng như mười mấy triệu gì đó. Dạ. Yeah. Cũng ba bốn năm rồi, ba hai năm mấy ba năm rồi. Vậy thì sao mười thì giờ là ông khoảng 20 triệu đổ lại thì bà Hai có tính là vay mượn đâu để có thể đưa ông về không? Dạ rồi, nhờ con đâu rồi, con chưa đi ghe cứ chưa cái vô nó không biết làm sao nữa. Lại lần trước đó trả nợ người ta hết rồi. Trả nợ mượn người ta đi á, rồi phải nó đi ghe rồi trả nợ người ta mới được. Lần trước là con bị bắt rồi là đi mượn tiền chuột đúng rồi mấy triệu đó đó, bây giờ lần này bị bắt nữa. Ừ. Cứ bắt hoài đi chuột, bắt hoài rồi sao không tìm người khác. Bây giờ con nói cho bà Hai biết nè, bây giờ luật Việt Nam áp dụng cái việc như vậy nè, tái phạm lần nữa có thể ông Hai là bị bắt mấy năm trước rồi cho nên không sao, nhưng mà lần này nếu mà bị bắt xong tiếp tục bị bắt nữa thì ở tù bên Indo 3 năm, về Việt Nam tiếp tục ở tù thêm 1 năm nữa. Ừ. Hai bên ký kết nhau rồi đó, là ông phải mất 4 năm đi tù. Rồi bây giờ như này, con xuống con gặp bà Hai để con hỏi thêm thông tin, rồi con sẽ về con trao đổi thêm bà Hai về cái việc đưa ông Hai về nha. Ừ. Vì cũng bao ơn mấy chú rồi, vậy đợi bây giờ làm phước gặp phước chú ơi. Thiệt, tôi nói thiệt á. Bởi vì thấy nghèo nghèo vậy mà bà cũng đi buôn bán đi nhỏ cháo đi này kia, cái trái chạy phật được cho đau được rồi. Rồi tới chừng đau rồi nằm bệnh viện có tiền có bạc đâu, không bằng ngày ăn ngày đó. Dạ. Vậy hả bà Hai? Ông nói mấy chú lại rồi mua nước đá làm phải làm cho đau. Dạ được dạ. Rồi. Thì nó không có đồng bạc đó. Con, cho chú hỏi là hồi xưa ba con đi tù á, là con ở nhà này con sống với ai? Với nội. Với nội. Rồi hồi đó con sợ, nghe ba đi tù con sợ. Rồi con bây giờ là ông nội con sao rồi? Con nhớ ai nhất, nhớ ba hay nhớ ông nội hơn? Ông nội. Bây giờ chú gọi cho con nói chuyện với ông nội được không? Muốn nhìn thấy hình ông nội không? Con thấy rồi. Ông nội hay gọi về nói chuyện với con như nào? Không có điện thoại mà ấy nữa. Không thấy hình. Ừ. Tại điện thoại bị bắt á. Con biết ông nội ở đang ở đâu không? Ông con biết ông nội đang bị gì không? Bị bắt. Vì sao bị bắt? Không biết. Tại gì? Con chú nghe nói con đi một cô bắt ốc gì hả? Cháu nó làm gì để phụ gia đình mình vậy bà Hai? Đi làm gì hết một ca bắt ốc nhị tài. Mà cua bắt ốc rồi đi bán. Bán ngày con mà cua vậy con bán được bao nhiêu tiền? 30 ngàn. Giỏi hơn. Khi 30 một đi một chút xíu cũng được 30-40 ngàn. Rồi tiền đó con làm gì? Cho nội. Cho nội luôn. Rồi nội làm gì? Nội làm gì? Là đi chợ hả?
chợ mua thuốc thúc, mua cà phê, mua đồ ăn này kia, hai bà cháu cũng bơ quả bán vậy đó. Hồi mà ba cháu rồi bị bắt thì cháu nó tâm sự gì với bà nội không? Bà tôi ra chạy Phật rồi đốt nhang, ra chạy Phật ông bà rồi cho cha anh về. Cháu nó khóc không? Có khi nào thấy nó khóc không? Nhớ cha không? Năm nay bé nhiêu tuổi rồi? Là 11 tuổi tuổi con thỏ. Ba bắt rồi cái là nghỉ học luôn. Giờ còn đi học không? Đâu có học coi gì đâu, mẹ đó con 1 năm 12 tháng không gửi đồng bạc. Con đi học không? Nghỉ rồi, con hồi dịch tới giờ luôn á. Con học tới lớp mấy là con nghỉ? Lớp 4. Vì sao con nghỉ học? Nói cho chú nghe thử. Không có tiền đóng. Nhưng mà hình như mình được miễn tiền học phí mà con, đúng không? Phải không bà nội? Tiền sách vở quần áo. Tiền đóng là con nói cái tiền gì? Tiền học phí học này kia, không biết đâu nó đây nó nghỉ học rồi nội ơi, khổ quá. Rồi mẹ nó không có gửi tiền gửi bạc gì đó. Rồi nhỏ chị nó cũng ở với bà nội đó, với bắt đi tự bay bên khái nữa. Thì đâu là đâu gì, chị nó cũng lớn rồi. Mẹ cũng bắt con 3-4 tháng đó. Tôi hồi nhỏ đó tôi nghĩ mẹ đã bắt đi. Rồi kêu thằng này đi, thằng này không có đi. Nhưng mà trước khi tụi con xuống này thì bà hai có cái ý định hay là có cái dự định gì mà để chuộc con hai gì chưa? Tình chuộc có tiền, có bạc đâu chuộc. Thì đi mượn. Đi mà tin đi mấy thằng con nó ghe vô rồi đặng có tiền đi chuộc ổng nè, rồi ghe nó cứ vệt ca không có tiền có đi nữa. Tại vì trả nợ cha nhỏ này nó đi ghe rồi đặng trả nợ người ta rồi đó mà chưa có trả, tôi chưa có giúp đó. Mượn người ta tới 25 triệu, 30 triệu luôn đó. Còn thiếu bên đồn em là mấy, còn mười mấy triệu nữa. Tại vì chị ghe ở bên Hà Nội á. Chị mà ghe của người khác, mà chị đưa đi. Tại chị đưa đi. Tại vì đi bên kia đang trả tiền bên đây. Không có tiền dư một đồng này cho con ăn. Trời ơi, nó đi một năm không có tiền đồng bạc nữa. Mà đi làm biển cực khổ mà đi lâu vậy mà rốt cuộc nó còn không có được đồng bạc nào thì mình đi. Đi làm gì? Mà có tiền trả nợ. Bữa cái này đắp thằng kia đó. Nhưng ý là hồi xưa mà chưa bị bắt á. Rồi thì đi làm có thu nhập nó ổn không? Đi làm biển thu nhập ổn. Người ta có gia đình, người ta cho vợ con hết, hiểu không? Bây giờ thôi nhau ly dị với lại ở với mẹ. Thành ra đi là đang thiếu người ta, ở với mẹ là thiếu ta rồi. Rồi thằng Út cũng vậy đó, gửi tiền cho vợ nó mười mấy triệu, vợ đó được mười triệu đi mất tiêu lấy chồng bỏ nữa. Ôm tiền đi. Ôm tiền đi luôn đó. Trời, sao thằng Út ra ba cũng 32 tuổi rồi, tuổi con khỉ á. Có nghĩa là đi biển có tiền, đưa tiền cho vợ xài, vợ lấy đi luôn. Ở nhà là thành thứ là thiếu nợ, đi vô cũng không còn đồng nào. Đi biển xong về ôm cục nợ. Ôm cục nợ gì nào đi hết rồi. Tại vì sao đi bỏ anh ta đó, ta mà anh tôi được thể phải đi lấy chồng khác rồi. Có nghĩa là bà hai ba nói là đi biển 3-4 tháng rồi, đi bỏ anh ta làm ăn không được, ta lấy chồng khác luôn. Làm ăn cái gì? Ai biết đâu. Làm ăn là sao? Làm ăn không được, lâu quá đi kiếm. Làm ăn được, mãi tưởng làm ăn cái gì, khổ ghê. Đi kiếm. Đi kiếm, trời ơi, chết kìa, cái chết. Như mẹ anh không mày nữa. Như mẹ nhỏ này nè. Đâu biết đâu. Thôi cha thằng này á lấy năm đời chồng. Nếu mà tôi đi lo dốc tôi có trời luôn đó. Thế. Mẹ nó 400 đi mẹ đó mẹ. Năm đời chồng. 4-5 đời chồng á. Mà chồng sau này không có đứa nào mà nên thân hết trơn. Bây giờ như thế này nè con trai. Chú vừa mới ở trại giam của ông nội về á. Chú sẽ tìm mọi cách đưa ông nội con về thì ít hơn nữa chú sẽ sang đó thì con có nhắn gì cho ông nội không? Chú ghi hình lại xong rồi chú chia sẻ lại cho ông nội để ông nội biết. Ở gia cho nội gì à? Bây giờ con nhìn vô cái máy quay của mấy chú á, con nói gì bây giờ ông nội? Con gái sao? Thường ngày con gái sao? Con gái nói lại rõ ràng cho chú nghe coi. Nè, ông nội đang xem nè, con nói gì cho ông nội đi. Con nhìn vô máy quay con nói chuyện với ông nội nè. Nước mặt lên. Không dám nói hả? Nhưng mà con nhìn xuống đây, con nhắn gì cho ông nội con nói đi. Ông nội ơi sao? Con nói đi. Là ông nội về sớm sớm nè. Con ông nội về thì con còn đi bắt ốc nữa không?
bà hổ không kè bắt cá được. Vì sao ông nội về là con không đi bắt ốc nữa? Ở nhà gia dân ông nội. À, từ lúc mà ông nội với ba bị bắt, tay giò đây. Bị bắt, cháu bắt ốc cháu có tâm sự gì với ba không? Có, trời ơi, kêu nó không nghỉ đi, bữa nó con không chịu nữa. Bắt cái lóc kiến á, một con nó lớn nè, lặn hai ba lần, lặn gì đó, mà mình bơi chuồng mà mình đậu chuồng kế nhau phải không? Nó ngóc lên thì lặn nữa, ba bốn lần mới đựng con đó, không phải mà dễ đâu. Cũng giỏi ha, bắt, ừ, cũng bắt, được. Bắt rồi bán. Bán, ký có 15 ngàn à, 20 ngàn đó. Và tiền đó là cháu nói sao? Thì tiền đó là mình đem lại rồi mua đồ ăn này kia, hai ba cháu xài á. Trời ơi, đi có được mấy chục ngàn ha. Bình thường thì cháu nghe nói là cháu cũng gian giái ông cháu nội về. Thường quá thì sao mà lại? Hả? Thường bé thường nó quá thì sao? Khấn bái, nó khấn bái cho ông về như nào? Thì nói thì sao? Nói sao giá cho ông nội về, ước gì có tiền có bạc chuột ẩm về. Giờ ông nội già rồi. Dạ, cũng dễ thương quá ha. Rồi mẹ rồi đi với em vậy rồi có nhớ em không? Nhớ mẹ không? Chị đó. Chị hả? À, nó cũng thù hận với mẹ chị lắm á. Vậy cho mới nói lần mẹ mua đồ gửi cho hai bộ tôi rồi tôi. Em không có mặc đâu, em đốt bỏ hết rồi. Đâu có đốt bỏ, phải nói chị đó. Ở nhà con thì giờ đi sao còn cá không? Con bán hết chưa? Hết rồi hả? Ngày nào bán ngày nấy ha. Trời ơi.